xuống lại ha, hạ xuống răng lên lại cái nữa các bạn coi lên nó ok không, để coi coi nó bị gì, nó bị áp hay là bị đòn bẩy. Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh ha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Thốt Nốt, Cần Thơ các bạn. Hôm nay thì mình sẽ quay chạy thử cái chiếc tàu 200 tấn tải mới vừa hạ thủy cho tất cả mọi người cùng xem đây. Cái chiếc này thì có cái chiều dài là 29m ha, chiều ngang là 6m4 và chiều cao mặn là 1m8 các bạn. Được đóng tôn toàn phần đó là đáy 10 vách 8 và chiếc này sẽ đi cát ha. Đặt cái máy là Mitsubishi S6B2 hộp số 4 tua và chân dịch là 1m3 lai thái. Hiện tại thì anh đang chạy về rồi, tí xíu nữa mình sẽ đi xuống tàu để mà quay chạy thử cho tất cả mọi người cùng xem ha. Chiếc này thì anh sẽ đi cát các bạn, cái chiều ngang rất là lớn, lớn khủng khiếp luôn á. Bây giờ thì chuẩn bị buộc dây mạng nè đó. Hiện tại thì anh chưa có treo độn ha, mình đã review rất là chi tiết và cái chiếc này ở video tập trước cho mọi người cùng xem rồi, thì mọi người nào mà có nhu cầu coi lại thì mình sẽ dán đường link dưới phần bình luận nha các bạn. Rồi bây giờ thì chuẩn bị đi xuống đây. Quá đẹp. Rồi chuẩn bị xuống. Cứu. Ôi ôi. Chán thằng luôn. Phan. Quá bự. Đây bên trong hầm hàng nè các bạn. Mình đã review rồi ha, nên hôm nay thì để cho mọi người cùng xem chạy thử thôi chứ mình không có review nữa các bạn. Chiếc này thì đáy la can dách ốp hộp. Đây, còn hai bên đây thì anh hàng rất là nhiều cái lỗ tai nè, để mình buộc cái ống sùng bơm cát á. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô bên trong ha. Mitsubishi S6B2 ha, đang chỉnh dầu. Đang chỉnh gan tay là các bạn. Gan ti này là hơi lớn ha, chỉnh nhỏ lại cho nó vừa các bạn, để mình vô số nó không có bị phá bố phá nó nhông. Chỉnh lớn lên. Tại ba cái đồ mình vô nó kích quá đó, cảm thấy nó không còn mấy. À vậy là chỉnh cho lớn lên rồi cho nó trơn rồi, nó còn mấy. Nó trơn chu rồi mình hạ xuống lại ha. Cái tiếng mà nó kêu xẹp đó là cái bơm á các bạn, cái bơm hơi á. Cái bơm hơi để mà gắn ở trên xe để mà người ta tắng hơi á, thì cái đó thì mình có thể là làm một cái bình hơi chế với này, mình đấu vô để mà mình xài kèn.
cái giống như là con Bin NTA vậy các bạn. Thoải mái ha, đó, ngồi là không có đụng đầu luôn nè. Ở trên đó thì anh có làm thêm một cái cửa sổ trời ở trên đó để mà mình chở hàng cao cơ thì mình có thể là lên trên đó mình ngồi, hoặc là mình lái ban đêm mình có thể lên trên đó mình ngồi, mình thòng dò xuống mình lái các bạn, đỡ buồn ngủ ha. Chứ mình ghé bến rồi đó nè, cái cửa sổ trời nè sẽ mở ra trên này nè các bạn. Quá đã. À, bây giờ thì chuẩn bị cập bến ha các bạn. Chứ này chiều ngang hết hồn với chiều ngang luôn các bạn ơi. Chiều ngang có, chiều dài có luôn. Chứ này mà đi hàng khô một cái là tới công chuyện luôn á. Rồi bây giờ chuẩn bị ghe đây. Hồi nãy anh chỉnh cái anti cho nó lớn lên để mà mình vô số á, nó không có bị sực máy. Tại vì đồ nó còn bót quá, bạc xí túc rồi và bạc thao này kia nọ nó còn bót quá các bạn. Chạy tầm khoảng là một ngày này kia nọ cho nó trơn tru này kia rồi bắt đầu cái lúc đó mới chỉnh cho nó đều máy lại ha. Máy mạnh ghé có khác các bạn ơi. Máy mạnh ghé các bạn vô kìa, cái chớn kìa. Khủng khiếp không? Máy yếu yếu không dám ghé chớn này đâu ha. Máy yếu ghé chớn này là che nó không ăn. Sẽ cho tất cả mọi người cùng xem cái tiết mục là tháo gỡ cái cabin để cho mọi người cùng xem được cái hoạt động của nó ha. Là nó rất là khỏe, rất là nhiều các bạn, mình không có tốn sức. Hồi đó hả, là nếu mà dỡ cabin hả, là đi ghe thì các bạn đâu biết sẵn rồi, đâu có nhiều người, chỉ có hai người hoặc là ba bốn người thôi, thì hai người phải gồng gánh nguyên một cái nóc như thế này nè.
cái nóc này là nặng cả 100 kg, hơn cái 100 kg đó, nóc bằng cây và bằng thiết. Còn nóc sắt như thế này thì vô phương cứu chữa ha, không thể nào mà hạ bằng tay nổi các bạn. Đó, phải dỡ cái nóc này bỏ ra sao rồi bắt đầu cái mới hạ bốn vách kia xuống. Còn bây giờ thì khác rồi các bạn. Đó, bây giờ thì đã có thể lực nhúng tay vô các bạn, bây giờ chút xíu nữa anh sẽ trình diễn cho các bạn cùng xem. Nãy giờ là anh đi với anh chỉnh ga anti lại các bạn cho nó đều ha, cho nó nhẹ. Rồi, được rồi. Đây chỉnh ga anti xong là thử anh. Rồi bây giờ thì tí xíu nữa. Rồi, bây giờ sẽ là tới tiết mục là thử ra bên cho người cùng xem đây. À, sẽ mở bốn con tôm ra ha. Nè mấy con tôm nè các bạn, tôm nè. Tôm mà nãy trước nè. Ủa. Ôi ơi. Ôi từ. Rồi đó. Quá lẻ. Lẻ hả? Rồi. Coi nè. Nó nhóng lên nè các bạn. Đây anh mới đẩy ven lên, giờ là tất cả mọi thứ đã hở lên hết trơn nè ha. Bây giờ hạ bốn vách xuống nè. Đó, bây giờ sẽ hạ cái này xuống nè, mở tôm ra rồi hạ xuống ha. Không. Hạ mặt trước trước, hạ cái mặt trước trước rồi mới hạ hai bên hông được. Hạ mặt trước trước. Đúng không? Kiểu ăn đây là cài kiến vô rồi. Hồi đó cực dữ lắm các bạn ơi, không có mấy cái thị lực, cực dữ lắm, cực qua cầu qua kỳ là mỗi lần là chằng ai. Hiện tại ghe mình hiện tại bây giờ cũng vậy ha, xài cabin cây á, nặng muốn chết mẹ luôn vậy. Hạ cái mặt trước xuống trước rồi hạ hai bên vách, rồi hạ cái mặt sau, là tổng cộng là bốn vách. Rồi đầu cái là mình ăn thị lực cho cái nóc mùi nó chạy tụt xuống ra sao các bạn, giống như là xe ben vậy đó. Rồi gỡ tôm ra thì nó sẽ có bốn con tôm thôi ha, bốn tôm đừng câu bốn vách vô thôi các bạn. Cái này là anh đang trình diễn cho người cùng xem thôi. À. Cái kiến nó buông ra đi anh Hùng ơi, khỏi cũng được. Rồi đó, một vách. Cái này á, là mình có thể là chạy mà với thời tiết mà nó hơi nắng nóng nực một tí xíu đó các bạn, mở vách này ra luôn để chơi như nè, chỗ lũ như nè, chạy cho nó mát. Rồi tới vách hông. Tới dít bên hông, mở con tôm ra cái nó hạ xuống. Rồi. Đẹp ra giống như là một cái hộp quà mà mình bung hộp quà cái gì các bạn đó. Rồi giờ là ba dít hết trơn nè. Hiện tại là đang số lượng đang đông, bởi vì là kêu người ta tiếp trước khi mà vô chặn rồi chỉ có 2-3 người thôi các bạn, tự xử. Đó. Nhanh.
lực này nó hơi nhanh ha, chứ mình kiếm cái mình chỉnh lại á, chỉnh cái tay lại á, cho nó nhẹ nhẹ tí xíu là ok á. Đó, lên kìa. Rồi tới hạ được cái thùng ba lăng luôn đó, để dễ lái được luôn nha các bạn. Hơi nhanh tí xíu. Rồi. Vậy là được rồi. Rồi vậy là ok rồi đó. Còn sát nữa đó. Còn sát nữa mà đụng tay xuống. Rồi thôi, gãy con. Gãy. Gãy cây. Đỡ lên. Đâu chưa? Không, lên. Không có đụng. Rồi. Rồi. Rồi bây giờ thì chuẩn bị lên lại hay gì đây? Đang chỉnh lên lại các bạn. Cái này là trước khi qua cầu á là mình phải thủ trước, là có nghĩa là mình phải làm này kia nọ sạch cabin đồ cho nó trước trước hết trơn rồi lúc đó rồi qua cầu là chạy thôi. Mà cái phần này thì chỉ hỗ trợ thêm thôi ha, chứ nó không tự làm hết tất cả được. Cái đòn bẩy ảnh chế nó hơi là kiểu như là nó ngang quá, nó không có cái độ xéo để mà cho nó bắn cái cabin lên. Bây giờ là lúc mà lên nó hơi nặng tí xíu nè, để ganti nhỏ nó lên hơi nặng tí xíu các bạn. Rồi giờ phụ nhẹ lên nè, phụ nhẹ lên cho nó có đòn bẩy cái lại lên nè. Căng dữ ta. Cái này nếu mà không ổn là mình phải chế đòn bẩy lại. Cái đòn bẩy là hai cái tay ngay chỗ mà cái ti ben á. Đây mọi người cùng xem cái đòn bẩy này nó hơi gắt nè. Cái đòn bẩy này anh chế lại mới được, cái đòn bẩy này nó thẳng tay quá. Nó không có nó không có đầu xéo nè. Nó chỉ đẩy là khi mà lên nó đẩy ra thôi chứ nó chưa bắn lên được. Lên đây nè. Sửa đòn bẩy lại ha. Rồi bây giờ thì tới con người vô rồi các bạn. Đây cabin nâng hạ bằng cơm. Vô 500 anh em ha. Lên cỡ này mà đòn bẩy nó chưa lên luôn các bạn ơi. Có cần lên một miếng ga không anh em? Lên miếng ga chút không đủ không? Bơm thủy lực thiếu áp. Đó lên luôn đó, rồi đó. Nhả nhẹ ra chút thôi. Xả hết đi, xả hết đi. Xả hết áp đi. Xả. Rồi. Đó. Quá lẻ. Rồi lẻ nhặt mẹ đi, còn không có lên nổi rồi, lại hạ xuống lên. Rồi để vậy đi. Rồi bây giờ hạ xuống lại ha, hạ xuống ăn lên lại cái nữa các bạn coi lên nó ok không. Để coi nó bị gì, nó bị áp hay là bị đòn bẩy.
này lại. Vậy là nó bị cái đòn bẩy rồi. Nhóng cái nữa không bố? Lên trên đi, trên này, lên trên đi. Ok rồi đó. Rồi đứng cây đó anh em ơi, đứng cây đó, đứng rồi đó. Được rồi đó. Rồi gáp vô. Rồi bây giờ thì dựng bốn vách lên thôi ha. Dựng bốn vách vô rồi bắt đầu cái là ok rồi, bắt đầu cái mình nhắm cho nó hạ nhẹ cho cái nóc mui nó đè xuống trong bốn vách cái nữa là vừa. Rồi gài tôm vô là chạy tiếp. Đó, dựng qua lăng lên rồi đầu cái bật mặt trước bật mặt sau, lộn bật mặt trước hai mặt hông rồi đầu cái tới lộn bật mặt sau bật bật mặt sau hai mặt hông rồi tới mặt trước rối rồi các bạn ơi, đỡ tốn mồ hôi ha. Rồi giờ bật lên xong rồi à, hai mặt không chứ anh bằng hồi sau vô mặt không được. Hai cái lên trước, mặt này mới lên sau. Ở ngoài sau rồi tới hai bên hông. Nè, tại vì ở mặt trước nó sẽ có một cái lợn nè các bạn. Đó, cái lợn này nè, nó sẽ ôm vô trong cái vách ở bên này ha. Ôm vô vách bên này nên kìm cái mặt này nó không cho bung ra bung vô. Rồi. Rồi bây giờ sẽ mặt cái mặt trước lên. Đây thủy lực chạy bằng cơm ha các bạn. Hồi nãy cái kia là thủy lực chạy bằng máy. Anh Long anh Điện. Rồi bây giờ gài tôm cái nữa ok hết trơn rồi. Thì thôi chắc có lẽ là cái video của mình cũng xin tạm dừng tại đây ha. Thì test tàu cho mọi người cùng xem hết tất cả mọi thứ rồi đó. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn các bạn ở những clip sau nha.